Xây tường rào phần 2. Chi tiết. Ừ, đi không? Ra kia mấy khúc của bố mày đi bay kìa. Còn bay không?
Bố phải lấy cái mặt phẳng dưới cùng không? Mặt phẳng dưới này bố phải lấy mặt phẳng không? Không. Sau là mình đem mình đuổi đuổi ấy đi thôi chứ còn đuổi dần dần á. Nói chung là lấy được mặt phẳng ở đáy thì sau mình sẽ xanh dễ. Nhưng mà cái này chẳng cần.